Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio làm một video để hướng dẫn các bác cách đấu hậu loa. Tùng Nguyên làm một video đại diện, đây là cái hậu của loa 6012. Thì Tùng Nguyên cũng bán vỏ loa và cung cấp rất là nhiều thiết bị loa bát rời và mẫu thùng loa. Nên Tùng Nguyên cũng làm một video như thế này để cho những bác thợ, thứ nhất là các bác làm sự kiện, thứ hai là anh em mua về chơi. Đấy, không biết đấu hậu loa thì Tùng Nguyễn sẽ làm một video để hướng dẫn các bác một cái cách chi tiết nhất để cho anh em đấu một cái hậu loa đẹp mà không cần phải tháo ra tháo vào hoặc là phải đi hỏi ai cả. Thì hậu loa này thì mọi khi thì Tùng Nguyễn cũng đấu bằng cái mạch của tụi bên Tùng Nguyễn nhập rồi. Như hôm nay Tùng Nguyễn làm một cái video như này để hướng dẫn cho các bác mua thùng loa hoặc là tất cả các anh em có nhu cầu về dựng loa có thể hàn được một bộ hậu lưu trích hoàn thiện mà có thể là đánh được cả hai bên. Đấy, hậu này thì nói chung là người nào biết rồi thì không phải nói làm gì. Đây là Tùng Nguyễn hướng dẫn các bác là chưa biết. Đấy các bác nhé. Và mình ở trong nghề, mình bán loa ra thì mình phải hướng dẫn cho anh em xem video để còn làm theo nữa. Ở đây là một chiếc hậu loa KB612. Hậu này Tùng Nguyễn đang bắt hai ổ lưu trích. Đấy, nhiều anh em bảo là một ổ này để tiếp xúc điện vào, còn ổ này thì các bác lại câu ra. Nhưng hoàn toàn là không phải thế các bác nhé. Nó cũng giống như một cái ổ cắm của nhà mình. Thứ nhất, các bác cắm bên này thì cũng được, hoặc cắm bên này cũng được. Đấy, nếu anh em đấu không đúng cách thì nó chỉ cắm được một bên, còn bên này không đấu được. Còn khi Tùng Nguyễn hướng dẫn anh em đấu thì anh em có thể là cắm được cả hai bên. Còn anh em muốn line ra loa khác thì anh em phải line ở cái đường lưu trích để cắm vào cái đường này. Còn đường này nó chỉ là cái đường vào thôi, để lấy tín hiệu công suất từ đẩy vào hậu loa. Nếu nó có chân phụ và chân chính, anh em có thể là, ví dụ trong trường hợp có thể là hỏng một cái chân này thì mình cắm sang bên chân này, hoặc là chân này hay bị chập chờn thì mình cắm sang chân này. Đó là khi anh em trong trường hợp mà bị hỏng. Đấy. Còn đâu, hôm nay Tùng Nguyễn sẽ hướng dẫn cho anh em khi anh em kết nối vào cái hậu này thì anh em có thể là cắm ở bên nào cũng được, cắm ở bên nào cũng được anh em nhé. Và mọi khi thì Tùng Nguyễn hàn bằng cái mạch, nhưng cái mạch thì không nói làm gì, không phải ai cũng có mạch để hàn. Nên Tùng Nguyễn phải làm cái video như thế này để hướng dẫn anh em. Thì bây giờ Tùng Nguyễn sẽ đi ra ở cái đằng đằng sau hậu loa. Đấy. Bình thường nhìn đàng hoàng các anh như này các không hiểu nhá. Thì Tùng Nguyễn sẽ chỉ cho anh em hiểu. Tùng Nguyễn sẽ vạch ra để cho anh em biết đường nào là đường dương và đường nào là đường âm. Thứ nhất, hôm nay các bác được xem video rất là chi tiết. Thứ nhất là cái đường dây đỏ là đường Tùng Nguyễn đánh ký hiệu đỏ là dương. Thứ hai là đường đen, thì đường đen Tùng Nguyễn đánh ký hiệu là âm các bác nhé. Và hôm nay Tùng Nguyễn sẽ review ở cái bên này sang trước. Đấy, Tùng Nguyễn quay máy quay sát này, các bác nhìn ở đây, 2 cộng 2 trừ. Đấy, đường lưu trích bao giờ nó cũng có ký hiệu của nó, 2 cộng 2 trừ. Tùng Nguyễn bỏ không hàn. Qua như bốn hai cái chân này bỏ toẹ ra. Tùng Nguyễn toẹ ra cho anh em hiểu. Bỏ hai cái chân này thì sẽ còn nắm hai cổng nữa. Hai cổng nữa. Thì ở dây dương ở đây thì ở đây các bác nhìn thấy ở đây nó có cái dấu là một cộng nhé. Còn cái nút này nó ở một trừ ở đây thì nó ở trong khe. Đấy, anh em có nhìn thấy cái số 1 trừ ở góc không ạ? Thì 1 trừ thì là âm. Đấy, thì 2 cộng 2 trừ anh em bỏ cho Tùng Nguyễn, không đấu nữa. Bỏ, không đấu. Anh em nhìn nhá, cái ký hiệu 1 cộng này này, nhìn rõ chưa? 1 cộng thì là dương, 1 trừ là âm, 2 cộng 2 trừ bỏ, không đấu. Sau đó anh em sẽ câu sang cho Tùng Nguyễn. Sẽ câu một đường dây đỏ này, sẽ vặn chung với cả cái đường mà một cộng này.
sẽ câu sang bên này là một cộng dương. Đấy, câu sang bên này là một cộng dương. Còn dây một trừ âm này, ta sẽ câu sang bên này, sẽ vặn cùng một cái dây âm nữa là dây để ra hậu phân tần loa, thì sẽ là một trừ. Đấy, bên này đấu một cộng một trừ như nào thì sẽ vòng sang đây một cộng một trừ như thế, sau đó đấu cùng một hai sợi dây này để anh em đi ra cái mạch phân tần anh em nhé, mạch phân tần. Đấy, bây giờ Tùng Nguyễn sẽ quay sát lại này để cho anh em dễ hiểu. Anh em nhìn thấy đúng không ạ? Tùng Nguyễn vạch cái 2 cộng 2 trừ. 2 cộng 2 trừ vạch ra. Không bỏ, bỏ không đậu. Đấy. 2 cổng đấy bỏ nhé. 2 cổng đấy bỏ này. Và bên Tùng Nguyễn đấu cho anh em xem. Bên này 1 trừ. Coi như là hai cái đường này mình đấu sang nhau để nó lấy cái tín hiệu thôi. Đấy, để nó nói chung là lấy cái đường truyền câu sang nhau. Còn khi hai cái dây này là anh em mắc chung vào đây để anh em đánh ra qua phân tần. Đấy. Và các anh em để cái nước hàn của bên Tùng Nguyễn đây. Tùng Nguyễn hàn cho anh em. Đường thiếc toàn mua thiếc xịn. Nhìn cái đường thiếc của nó rất là nhuyễn anh em nhé. Rất là chắc chắn. Đấy các bác nhé. Và cái đường câu này thì hôm nay Tùng Nguyễn đã giới thiệu rất là chi tiết rồi. Quá chi tiết luôn, chỉ trong vòng có hơn 6 phút. Tùng Nguyễn đã giới thiệu cho anh em rất là nhanh và để anh em không phải xem video lâu, khó hiểu. Đấy, đây là một cái hậu loa mà tất cả các cái dòng new trick đều bắt như này hết. Và anh em câu như này cho Tùng Nguyễn, anh em sẽ có một đôi loa đánh rất là ok, mà rất là chuyên nghiệp. Bên Trung Quốc người ta câu loa, người ta cũng câu như này hết. Đấy. Và bên Tùng Nguyễn hôm nay xin dừng video ở đây. Anh em đã được ngoại quan cái hậu loa rồi. Tùng Nguyễn chỉ làm một cái video này, cái hậu loa, để cho anh em cách đấu lối một cái hậu loa chất lượng, hoàn chỉnh, yên tâm. Đấy, như Tùng Nguyễn đấu thì rất là dễ. Đấy. Còn như anh em chưa đấu bao giờ, hàn cũng hơi run run đúng không ạ? Thế nên là đấu nó không được đẹp. Thế nên là các bác Tùng Nguyễn nó phải hướng dẫn cho anh em. Khi Tùng Nguyễn chuyển về cho anh em chỉ có 4 cái chân này trong một đôi loa, anh em đấu không cẩn thận bị hỏng thì nó sẽ không có cái chân này nữa để đấu. Thế nên là hôm nay Tùng Nguyễn làm một video để hướng dẫn chi tiết cho những bác nào muốn chơi loa rời dựng, muốn có một bộ mạch new trick và một đôi loa full đẹp thì đấu theo kiểu của Tùng Nguyễn. Đấy. Hai cái dây này đang hàn chờ để hàn vào đường in của phân tần. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Các bác thấy video của Tùng Nguyễn là chất lượng, hữu ích, bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để anh em dựng loa cho nó đẹp. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.